Hi, xin chào cả nhà. Video ngày hôm nay thì Tuấn sẽ gửi đến mọi người danh sách 18 các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Nếu như bạn đang quan tâm đến chủ đề này thì hãy xem hết video cùng Tuấn nhé. Ok, let's go. Dạ vâng, đầu tiên là Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ được thành lập vào năm 2004. Thứ hai là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam được thành lập vào năm 1999. Thứ ba là Công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam được thành lập vào năm 1999. Thứ tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam được thành lập vào năm 2000. Thứ năm là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Chubber Việt Nam được thành lập vào năm 2005. Thứ sáu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ MAB Life được thành lập vào năm 2005. Và thứ bảy là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam được thành lập vào ngày 18 tháng 1 năm 2007, và đây là công ty mà hiện Tuấn đang công tác làm việc và chắc chắn là sẽ xác định gắn bó sự nghiệp của mình dài lâu với Daiichi Life Việt Nam. Thứ tám là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam, và thứ chín là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam. 10 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam được thành lập vào năm 2008. Số 11 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm FWD Việt Nam được thành lập vào năm 2008. Số 12 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam được thành lập vào năm 2010. Số 13 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam được thành lập vào năm 2011. Số 14 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Aviva được thành lập vào năm 2011. Số 15 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam được thành lập vào năm 2013. Và số 16 là Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng được thành lập vào năm 2013. Số 17 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ BIDV Medlife được thành lập vào năm 2014. Và cuối cùng, số 18 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ MB Asset được thành lập vào năm 2016. Và trên đây là danh sách 18 các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp quý vị tại những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.